Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại có tên khoa học là hấp đô virus gây nên. Người mắc bệnh dại chủ yếu do chó mèo, chuột mang mầm bệnh truyền sang người qua vết cắn, vết cào cấu hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nước dãi của con vật mang bệnh. Hiện nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi đã lên cơn dại sẽ tử vong. Mặc dù y học đã có vaccine phòng dại, nhưng bệnh dại vẫn là mối lo ngại cho sức khỏe cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm 2023 đến nay, đã có trên 1.362 người bị chó nghi dại cắn đến tiêm phòng tại phòng tiêm Sapo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bệnh dại. Hiện nay, một số người dân bị chó mèo cắn vẫn còn chủ quan không đi tiêm vaccine để phòng bệnh dại. Bệnh dại có rất nhiều biểu hiện, thời gian phát bệnh dài hay ngắn phụ thuộc vào vết cắn. Vết cắn càng gần thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ. Vết thương càng nặng thì thời gian phát bệnh càng nhanh. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ một vài ngày đến vài tháng. Trước khi phát bệnh từ 2 đến 4 ngày, người bệnh có cảm giác đau nhức vết cắn, sưng tấy và kèm theo một số dấu hiệu như bồn chồn, nóng nảy, cáu giận, la hét vô cớ không kiềm chế được bản thân, có những hành động dữ dằn bất thường. Sau đó, người bệnh lên cơn co giật, co cứng toàn thân, sợ nước, sợ ánh sáng, giãn đồng tử, dần dần dẫn đến tử vong trong khoảng từ 4 đến 10 ngày. Bệnh dại là bệnh gây ra bởi một loại virus. Người mắc bệnh dại chủ yếu là do chó, mèo, rơi, chuột mang mầm bệnh truyền sang người qua các vết cắn, vết cào, vết xước hay do tiếp xúc trực tiếp với nước dãi từ chó mèo liếm lên da bị cháy xước, da bị tổn thương trước đó. Triệu chứng ban đầu của bệnh rối loạn ý thức, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, giãn đồng tử, sau đó lên cơn co giật dẫn đến tử vong. Vì vậy, khi người bị chó mèo cắn trước tiên cần phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đồng thời đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh dại. Người bị chó mèo cắn cần phải rửa vết thương bằng cồn y tế, xà phòng dưới vòi nước chảy, không được nặn máu, bôi các loại dầu cao vào vết cắn. Phân loại mức độ vết cắn theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn ban hành. Khi bị chó mèo dại hoặc nghi dại cắn, bệnh nhân cần được tiêm vaccine phòng dại sớm trong vòng 2 ngày. Vaccine phòng dại có tác dụng kích thích cơ thể, tạo ra kháng thể đặc hiệu để trung hòa virus dại, làm cho virus dại không còn khả năng gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể con người. Tiêm vaccine dại là biện pháp duy nhất để phòng bệnh có hiệu quả nhất. Khi tiêm vaccine phòng dại, cần phải tiêm đủ liều theo chỉ định của bác sĩ, tiêm đủ 5 mũi tiêm. Ngoài ra, trong thời gian tiêm, tránh làm việc quá sức, không uống rượu bia, tránh dùng các chất kích thích, không sử dụng thuốc làm giảm miễn dịch trong khi tiêm và 6 tháng sau tiêm vaccine phòng bệnh dại. Khi bị chó mèo dại hoặc nghi dại cắn, bệnh nhân cần được tiêm vaccine phòng dại sớm ngay khi bị chó mèo cắn trong vòng 2 ngày. Vaccine phòng dại có tác dụng kích thích cơ thể, tạo ra kháng thể đặc hiệu để trung hòa virus dại, làm cho virus dại không còn khả năng gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể con người. Tiêm vaccine dại là biện pháp duy nhất có hiệu quả cho người bị xúc vật nghi dại cắn. Chú ý, khi tiêm vaccine phòng dạy, cần phải tiêm đủ liều theo chỉ định của bác sĩ, tiêm đủ 5 mũi tiêm, ngoài ra trong thời gian tiêm tránh làm việc quá sức, không uống rượu bia, tránh dùng các chất kích thích, không sử dụng thuốc làm giảm miễn dịch trong khi tiêm và 6 tháng sau tiêm vaccine phòng bệnh dạy. Để phòng bệnh dạy một cách hiệu quả, mọi người, mọi gia đình cần hạn chế nuôi chó. Nếu nuôi chó cần phải xích, nhốt hoặc mang dọ mõm khi ra đường, tiêu hủy chó chạy rông, cần tiêm phòng dạy cho chó mèo. Khi phát hiện xúc vật bị dại, phải giết con vật dại ngay. Tránh xúc vật dại cắn sang người và con vật khác, cách ly theo dõi trong vòng 15 ngày. Khi người nghi bị xúc vật mắc dại cắn, cần phải xử lý ngay vết thương bằng xà phòng 20%, rồi rửa bằng nước sạch và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine phòng dại kịp thời những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc của bạn tuần này của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại